Tống Tống thơ thơ những tình huống hài hước khó đỡ, xem đi xem lại vẫn không nhịn nổi cười. Mang bánh lên dãy đầm và cái kết. Đúng là con trai của ta. Đi ra biển nhưng mà ngại bẩn kiểu. Ê da. Bữa cơm ngon lành nay chỉ còn trong trí tưởng tượng mà thôi. Thì dạ, xe ra coi. Trời đất ơi, tình chị em thấm thiết dữ chưa. Sao một tháng được ra đường có khác ha, nhờ nghe hai cơ hớ. Hai báo thủ kiểu còn gì nữa đâu mà khóc với nhau. Trời, tát mông thôi hả? Ủa, vậy là xong? Chịu luôn á. NN lặn lách đánh giọng. Rồi, năm sắp luôn rồi. Đúng là con trai của ta. Các bạn là một bóng hồng duy nhất trong đội thì sẽ được ưu ái như vậy nè. Hey cha. Đúng là như chó với mèo luôn á. Rồi chị gái nằm luôn, trượt giỏi quá mà. Chị gái đang rớt chỉ là tận hưởng. Thôi xong, nay thì thích ngửa mặt lên trời hen. Osake, ngồi xuống coi nào. Úi trời ơi. Uê, đẹp tới nỗi là chạy mất dép là có thiệt nghe. Chuyện gì đây ta? Ngon lù giữa chuột và cốc hả? Một cua và bảy ngô, khá khen tranh sai. Ôi da, sống phim. Này thì thích thách thức mèo rồi ha. Choảng lại liền. Một cước xoay mông mông nha. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế. Một cước đạp xuống của chị gái và cái kết. Thôi, chị gái đi tắm vui vẻ. Ổ tao thủng lỗ rồi nè. Mày mà không có giá lại á hả? Thì tao cho mày ngồi cái ghế y chang như vậy nha. Màn áp thị. Xuất hiện người bố của năm đây rồi. Tội đâu mà đổ lên đầu nhỏ vậy. Cái cách này luôn hữu dụng nha các ông bố ơi. Trời, ông bố nhảy có một cái thằng cu lộn tung phèo luôn vậy. Sang chấn tâm lý nha. Anh trai bắt bóng hay là leo đầu người ta ngồi vậy?
câu không có xong rồi là phải bế lên. Ú là trời, tình hình là anh trai nên luyện cơ tay thêm nữa nha. Hãy xem cách mà hai anh chàng racing thể hiện đấy nào. Ú trời, lượng ác đen và cái kết. Tí nữa thì hai anh mồ yên mã đẹp luôn rồi. Cách để bạn luôn nổi bật dù trong bóng tối, be like. Hãy yêu vợ như cách anh chồng này làm. Và đảm bảo là các anh sẽ được vợ cho một vé đăng xuất khỏi nhà. Ê chưa ai vô, anh trai cởi giày và bế bạn gái lên thì bất cái ngờ. Úi cha, bánh ơi, bánh hỏi, mày hãy cầu nguyên đi. Chị gái váy trắng đang rất chi là tự tin vô khả năng của mình. Dạ rồi, vẫn cứ là lặn xuống nước thôi. Người đã. Ý trời, hất tóc đồ. Ê, ê, tí thì nằm nha cô nhóc. Quẩn lại ra chị gái nằm đất luôn. À, chà, chị gái dũng cảm quá trời, một chọi hai, không què thì cũng chạy mất dép nha. Vô nhà mà cờ hó chưa có cho phép là biết mùi liền. Hai bạn trẻ lao đi rất chi là phiêu và cái kết té quy về một chỗ luôn. Hù hù, đi cái hàng tiền đạo rồi. Chờ, dám nhầm nhẹ con của gà mái nè. Ây hù, ây hù, nhìn mà không có chạm tới được. Tại nồi nó bực quá thể ha gâu đần. Chị đau quá. Gì ở nhà tắm vậy? Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ôi giời ơi, bà ha mắng tới cái độ sợ chồng gặp hay sao mà chui vô đây thưởng thức vậy kìa. Ngồi ngay cái chỗ còn cầu mà ăn mới hay chứ. Tiện ăn xong rửa tay thôi. Một mũi tên trúng hai con vợ. Chắc sao chị gái là đam mê cái chỗ này. Mát mẻ mà kín đáo. Có vấn đề gì thì em William Cường hỗ trợ nhiệt tình rồi. Ê, tranh thủ chưa có khách, xuống làm tí mới được. Ôi trời ơi, tưởng bác gái tính chuyện hệ trọng dữ lắm. Ai có dè, bác chơi quả tập thể dục nhịp điệu bên cạnh con xe của mình. Rất chỉ là điệu nghệ, lắc lư vừa phải. Chắc là dân tổ của ngành giảm mỡ đây ha. Đi làm mà vẫn không có quên vận động cơ thể. Nhưng mà người bác vẫn ú na ú nừng. Siêng là phải thì thôi, mai mốt mà nhỡ lăn thì chết dở. Chị gái áo đen đang đi phỏng vấn người đi đường. Hello, xin chào các bạn. Không có biết là các bạn có tài năng gì đặc biệt không ha? Bọn túi hả, có thể đậu ô tô xuống dưới bụng nè. Ủa là trời, mặt mày nhem nhuốc mà còn phải lên TV như vậy thì thật không biết là chui đâu trốn đây nữa. Chị gái vùng cao đang dìu hai ông anh say xỉn về và cái kết. Trời ơi! Trời đất ơi! Đã buồn đất trơn là còn nhớ phải hai cái ông to xác nặng thay vậy nữa. Chả biết căng sao gì hết trơn. Mắt thì cứ nhắm tiệp và ôm hôn đất mẹ suốt đi thôi. Ê!
Tới cái đoạn mày giảm tốc độ á, đi từ từ thôi nha mày. Yên tâm, tao lái là vững lắm. Ôi trời ơi, hẳn là tay lái lão luyện. Đi qua cái vạch dạng cái binh, bả ngồi sau nhảy lên như lò xo bắn ra khỏi ghế, ngồi bệt ở đường kìa. Ê mong thấy mồ luôn, cái tình bạn này có bền lâu không ta? Ê thiệt, đi sau nhỏ bạn thân đúng là đánh canh bạc hả chị em? Kể về một lần nhớ đời khi đi cùng xe cả cứng cho kênh tụi mình biết chứ nha. Bye bye vợ nha, anh đi ra ngoài tí á. Ê khoan. Trời đất ơi, ông chồng mặc cái quần áo kiểu gì vậy không biết. Tức quần bà vợ dính ra cái gối quần luôn. Mai mà bà chị vợ nhìn thấy kéo vụ lại chứ. Mà ra đường lủng lẳng cái đôi tất dưới chân thì xí hổ lắm nha. Kiếm cái quần mà đội đầu là vừa nhanh sai. 2, 3 vô. Vô nhà thôi con dâu. Trời ơi bà tắt thế. Coi uống sao mà sai đến bất tỉnh nhân sự như vậy nè. Phải để vợ với bố khênh như kiểu rước quăng bế vậy. Tiếc là không có liễu rủ màn che, chỉ có cây gậy với hai cái dây thừng thôi nghe. Tốt chán rồi đó. Còn hơn là cho ngủ ngoài đường, khi nào mà tỉnh thì tự về nhà. Tủ lượng kém như vậy mà cứ thích ra qua với tụi bạn, hậu quả là nhà còn không có biết về nổi hôm nữa. Đèn xi nhan đang bị hư, giúp anh cái ngang. Ok. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Gì vậy? Kiểu xi nhan mới hả? Vậy một tay đủ rồi má ơi, tự dưng giơ hai cái tay lên cao chi vậy? Từ trái sang phải như là mua hát cho phiền ra. Bạn nào cũng làm trò, chắc mà chị về đi hạ thì tay cũng cứng đơ ra thôi ạ. Bạn đã gặp trường hợp như này chưa ạ? Kể về một kỷ niệm đáng nhớ khi mọi người rơi vào trường hợp này nha. Hai chị gái Tây xinh đẹp tính là rủ nhau quay tóp tóp đua xe. Mỗi người con siêu xe nha. Và cái kết. Rồi xong. Không có biết là do bà chị sai bự quá hay là con xe sai bé mà vừa ngồi lên gây bóc đít luôn rồi. Bà đeo kính thì cười ngoác cái mồm luôn. Phân thắng đã thuộc về chị nha. Chiếc bó trốn nhà đi chơi, vừa mới thò cái đầu dê thì dỡ được cái đệm đỡ. Ủa cây la ra phết chứ nhờ. Ai dẹ đâu, quá ra là lưng công sen. Bà tính là bắt con bó tại trận á thi. U là trời, cái cửa con ngẻ đi về quên không có đâu. Rồi bà sen bà ăn trộm của đập điên người luôn. Ê, tao có cái quả khẩu trang xịn sò lắm nè, cho mày coi nghe. Trời đất ơi, cái gì vậy nè? Ổng mò đâu cái mỏ dịch nó dài ngoằn ngoèo, môi đôn chề chứ. Không có biết là cái lỗ mũi đâu, chứ nhìn con tí à. Đeo lúc chứ đi đường chắc ngạt thở mất thôi à. Trời dấu nổi bần bật ở khu nhà, ai mà đang ăn thấy anh chàng này chắc cười sặc cơm luôn á nhờ.